Xin chào bạn chồng quay trở lại tuổi tình Blue này. Tôi sẽ hướng các bạn là cách tắt cái thông báo cập nhật phần mềm trên Comai Rami 9C. Các bạn muốn đang sử dụng bản Android ổn định, các bạn không muốn cập nhật lên mà không muốn nó thông báo phiền phức như này thì ta làm sao? Đầu tiên trước khi ta phải tắt mạng, tắt dữ liệu di động. Đó, tắt hết này nhé. Tiếp theo ta vào cài đặt. Ta vào trình cập nhật hệ thống. Ta sẽ vào cái dấu cài đặt ở trên. Hiển thị thông báo cập nhật, các bạn tắt đi này. Tiếp theo bổ sung thì ta vào cập nhật file, ta chọn là không cập nhật. Rồi, bạch ra. Tiếp theo ta sẽ vào giới thiệu điện thoại. Ta ấn phiên bản MIUI 7 lần nhé. Bạn ở nhà phát triển để bật chế độ nhà phát triển đấy. Rồi các bạn bách ra này. Kéo xuống, các bạn kéo xuống cài đặt bổ sung. Đây, tùy chọn nhà phát triển. Các bạn sẽ, đây, cập nhật hệ thống tự động, bạn tắt lại. Rồi xong, các bạn tắt nhà phát triển thì cũng được, không sao cả. Rồi xong. Vừa rồi mình vừa giúp bạn là cách tắt thông báo cập nhật trên phần mềm trên con máy Redmi 9C. Chúc bạn thành công và nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh mình nhé. Chào bạn.